Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm mới, đó là tác phẩm Chó cố tình nhận thua để cáo sống và cái kết ngoài dự đoán. Qua câu chuyện đây, chúng ta sẽ đáng học hỏi và suy ngẫm hành động của chó và cáo trong câu chuyện dưới đây có lẽ giúp bạn chiêm nghiệm thêm nhiều điều đáng ngẫm trong cuộc sống này. Chó đem lòng yêu thương cáo tha thiết, thế nhưng thật không may chúng phải chạm trán tử thần. Tử thần nói: trong hai đứa chúng mày chỉ có một đứa được sống, một đứa phải chết. Chúng mày oẳn tù tì đi, đứa nào thua sẽ phải chết. Cuối cùng cáo đã thua. Chó ôm lấy cáo, khi đó đã chết, đã nói cùng nhau ra búa rồi, tại sao khi tôi ra kéo cáo lại ra giấy chứ? Đó chính là hiện thực, đó chính là cái gọi là lòng người. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần bình phẩm bình luận. Cáo ích kỷ, chó ngốc nghếch, đó chính là thực tế của thế giới của loài người. Tính toán với người khác, cuối cùng thành ra tính toán với chính bản thân mình, rồi tự mình đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Khi có một số người ngốc nghếch tình nguyện chịu thua thiệt, thực ra họ đã thắng rồi. Vì thế cứ lương thiện đi, rồi người thắng sẽ là bạn. Cuộc đời là như vậy, cuộc đời luôn ngầm trao tặng phần thưởng xứng đáng cho những người lương thiện. Bạn có thể sẽ chẳng bao giờ biết được rằng một hành động lương thiện nhỏ xíu của mình sẽ mang đến cho bạn vận may như thế nào. Song hãy tin chắc một điều rằng sự lương thiện toát ra từ sâu thẳm trong nội tâm bạn cuối cùng sẽ giúp bạn có những điều tốt đẹp nằm ngoài tưởng tượng. Tác giả nổi tiếng của người Trung Quốc Lương Hiểu Thanh cũng đã từng nói một câu rất hay về lương thiện. Lương thiện không phải là việc mà bạn cố làm cho người khác xem, đó là việc vừa vui vẻ, là vừa hết sức tự nhiên. Giống như có lúc lương thiện chỉ là làm việc đúng lương tâm để bản thân cảm thấy an nhiên. Cuộc đời sẽ luôn ngầm trao phần thưởng cho người có trái tim và tấm lòng lương thiện. Làm người cần có đạo đức, có trái tim bao dung, có thiện tâm. Có những thứ đó rồi chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Tôi lựa chọn khoan dung, không phải vì tôi ngốc nghếch, mà vì tôi hiểu rằng đạo đức và lòng khoan dung có thể cân mọi vật, giúp người khác sẽ mang lại niềm vui. Tôi lựa chọn lương thiện, không phải vì tôi yếu đuối, mà tôi biết rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể ác, ác giả ắt sẽ gặp ác báo. Tôi lựa chọn nhẫn nhịn, không phải vì tôi chậm tiến, bực lùi, mà bởi tôi hiểu rằng nhẫn một chút cho gió yên sóng lặng, nhịn một chút cho biển rộng trời cao. Tôi lựa chọn hồ đồ, không phải vì tôi hồ đồ, đối diện với sự ấm ức, bất công, chỉ là tôi không muốn tính toán thiệt hơn, mà dùng sự rộng lượng để xử lý mà thôi. Tôi lựa chọn chân thành, muốn nói gì thì nói thẳng, bởi tôi hiểu rằng nịnh nọt, bợ đỡ chỉ là ứng phó. Nói thẳng, nói thật tuy khó nghe, nhưng đó là lời nói, trách nhiệm với người nghe. Tôi lựa chọn tha thứ, không phải tôi không có nguyên tắc, mà bởi tôi hiểu rằng khoan dung là cần thiết, làm gì cũng không nên tuyệt tình. Tôi lựa chọn trọng tình, trọng nghĩa. Không phải tôi cố chấp, bởi tôi luôn muốn có những thời khắc tươi đẹp khi sống với bạn bè. Đã là bạn bè, giả dối, lừa lọc, chơi xấu, bán đứng nhau sẽ chẳng thể nào có được một kết quả tốt đẹp. Vừa rồi đó là cái câu chuyện giữa cáo và chó và lời bình phẩm. Rất là thú vị, mình cũng sưu tập được
cùng chia sẻ với nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi kênh của mình. Xin cho một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ai chưa đăng ký kênh mình vào YouTube mình đăng ký. Ai chưa tạo tài khoản thì mình vào Google mình tạo tài khoản, đăng nhập xong rồi mình vào YouTube là sẽ được nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.